động thái sẽ làm trầm trọng hơn căng thẳng thương mại giữa hai nước. Cụ thể, tại cuộc họp báo công bố quyết định, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hi cho rằng là việc tân hữu hạn chế xuất khẩu ba loại vật liệu cần thiết cho sản xuất chip và màn hình là hành động phân biệt đối xử trực tiếp nhằm vào Seoul và mang lại lợi chính trị. Và Yoo Myung-hi nhấn mạnh Nhật Bản là vi phạm nghĩa vụ thực hiện quy định nhất quán công bằng và hợp lý trong thương mại. Dự kiến sau khi gửi khiếu nại lên WTO, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải tiến hành các cuộc đàm phán song phương để giải quyết vấn đề trong thời gian là 2 tháng tới. Và trong trường hợp hai bên không thể được các bất đồng, WTO sẽ thành lập một ủy ban để xem xét kỹ trường hợp này. Toàn bộ tiến trình dự kiến sẽ phải mất hơn 3 năm. Hôm nay Trung Quốc công bố danh sách sản phẩm Mỹ bị Mỹ áp thuế bổ sung cho thế giới. Đây được cho là một cử chỉ thiện chí trước tiên của đối thoại giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các hàng hóa trong danh sách trên bao gồm thức ăn cho cá, máy gia tốc hàng thiếu tính dùng trong y học, chất chống dưới quân. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Mỹ là ngô và đậu tương cùng với thịt lợn không nằm trong diện được Mỹ áp thuế. Đậu tương và ngô là hai trong số
Thank you.
chúng ta đứng ở vị trí kỳ bản là xa vô, bên cạnh việc cạnh tranh vô địch của câu lạc bộ Thái Sơn Nam thì cũng luôn phải thận trọng bởi nhóm bám đuổi phía sau đã ở sân tập. Trận đấu giữa sức trẻ của Sa Nam có kinh nghiệm với đội tuyển Sa Nam Khánh Hòa được sự dẫn dắt dẫn tốc độ được đẩy lên cao ngay từ đầu. Đội bóng áo xanh Sa Nam Khánh Hòa mở tỷ số nhờ công của các chín, nhưng cũng chỉ 3 phút sau Sa Cô tìm được bàn gỡ một cách khá bất ngờ. Thái Phi là người đã vượt cao đánh đầu một thành bàn trong khoảng đấu này. Cú hít một Sa Nam Khánh Hòa một lần nữa mắc sai lầm và Evan đã tận dụng ghi bàn thắng tỷ số lên 2-1. Một thế trận tốt được Sa Cô duy trì, nhưng họ lại mắc lỗi giữ chủ đối phương từ thời quả phạt gián tiếp. Và tại đây thì sự tinh quái của các cầu thủ già dơ bên phía Sa Nam Khánh Hòa được thể hiện. Tỷ số 2 đều giữ nguyên trận và Sa Cô đã bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu của Thái Sơn Nam. Thank you.
Hãy subscribe.